Thưa quý vị, đăng kiểm ô tô là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, thực tế tình trạng xe quá hạn nhưng không thực hiện đăng kiểm, tiếp tục không đủ điều kiện lưu hành, vẫn hoạt động trên tuyến giao thông luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ đầu năm 2020 đến nay, hầu hết các địa phương đều có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn trường hợp xe ô tô đến hạn đăng kiểm định kỳ nhưng chưa đến đăng kiểm. Trong đó phổ biến là xe tải, quá hạn đăng kiểm từ 1 đến 3 tháng. Tuy Bà Rịa Vũng Tàu không phải là địa phương có lượng xe quá hạn kiểm định cao trên cả nước, song nguy cơ luôn tiềm ẩn và những mối nguy có thể rình rập bất cứ lúc nào. Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 3 tháng đầu năm 2020 đã kiểm định được gần 9.000 lượt phương tiện, trong đó 7.680 phương tiện đạt chất lượng. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng phương tiện đến đăng kiểm tại trung tâm giảm 10%. Việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới là điều kiện bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn. Tình huống xấu xảy ra không chỉ ảnh hưởng tới chính phương tiện và những người ngồi trên xe mà còn có những người xung quanh. Theo Nghị định số 100 quy định, xe hết hạn đăng kiểm bị nghiêm cấm tham gia giao thông nếu vi phạm bị phạt 2 đến 3 triệu đồng nếu quá hạn dưới 1 tháng, 4 đến 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng nếu quá hạn từ 1 tháng trở lên. Trường hợp khi đăng kiểm trở lại sẽ bị truy thu phí sử dụng đường bộ đối với thời gian bỏ đăng kiểm. Vì vậy, nhằm đảm bảo quá trình lưu thông trên đường an toàn cũng như chấp hành nghiêm các luật định, các doanh nghiệp vận tải và chủ xe cần sớm thực hiện việc đăng kiểm phương tiện đúng thời gian quy định, tránh các rủi ro đáng tiếc và bị xử phạt nặng khi tham gia giao thông.